Xin chào ngày mới quý vị và các bạn. Đã bước sang tiết lập đông, sớm nay người dân Hà Nội và các tỉnh miền Bắc sẽ lưu thông trên đường với thời tiết tương đối lạnh khi nhiệt độ chỉ khoảng 18 cho đến 20 độ. Đi kèm là những đợt gió khiến chúng ta sẽ có cảm giác lạnh hơn. Bởi dự báo khoảng trưa và chiều nay thì khối không khí lạnh từ phía Bắc sẽ di chuyển xuống và nó sẽ ảnh hưởng đến một số nơi thuộc vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ. Sau đó thì lan xuống vùng Trung Du, Đồng Bằng và cả các tỉnh phía Tây của dãy Hoàng Liên Sơn. Do vậy, khí lạnh đi tới đâu thì đem mây đen và mưa dông tới đó, cùng với gió đông bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển đạt cấp 3 cho đến cấp 4. Cùng với gió mùa là nền nhiệt độ có xu hướng giảm dần, trời chuyển lạnh cả ban ngày, với nhiệt độ trong hôm nay và ngày mai thì khá thấp, chỉ khoảng 24 cho đến 25 độ. Ban ngày nhiệt độ đã giảm đi đáng kể, nhưng về đêm thì mức nhiệt sẽ còn giảm sâu hơn. Nếu như hôm qua nhiệt độ thấp nhất là 18 cho đến 20 độ, thì đến đêm nay nhiệt độ giảm 2-3 độ, chỉ còn từ 15 cho đến 18 độ. Vì vậy, quý vị và các bạn nên chuẩn bị trang phục ấm áp khi di chuyển vào tối, đêm và sáng, đồng thời chú ý bảo vệ tai, mũi họng để tránh các bệnh về đường hô hấp khi thời tiết thay đổi. Đến với khu vực duyên hải miền Trung, dọc theo các tỉnh từ phía Nam Hà Tĩnh trở vào cho đến Quảng Ngãi thì ban ngày trời vẫn duy trì tình trạng nhiều mây và có lúc có mưa, cục bộ có nơi có mưa dông với lượng khá. Sau đó đến chiều tối trở đi cùng với sự tăng cường về phía Nam của khối không khí lạnh thì mưa sẽ xuất hiện ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An. Đồng thời, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi thì mưa cũng sẽ có xu hướng gia tăng về cường độ với nhiều điểm mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ theo đó thì cũng sẽ có xu hướng giảm, cao nhất ngày chỉ dao động trong khoảng 25 đến 28 độ, trời se lạnh cả ngày. Riêng khu vực Nam Trung Bộ trong ngày và đêm nay thời tiết chủ yếu là ít mưa, trưa chiều có nắng và nền nhiệt thì cũng biến động không nhiều so với hôm qua. Đến với khu vực phía Nam, những cơn mưa đã giảm dần. Ban ngày trời có nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất trưa chiều tại vùng cao Tây Nguyên phổ biến từ 26 đến 29 độ, còn tại Nam Bộ dao động trong khoảng 30 đến 33 độ. Đến chiều tối, các tỉnh thành thuộc khu vực Nam Bộ thì cũng chỉ có mưa cục bộ trong thời gian ngắn. Đêm nay trời lạnh với mức nhiệt khoảng 17 đến 20 độ tại Tây Nguyên, còn về đêm và sáng tại Nam Bộ trời mát mẻ với mức nhiệt từ 23 đến 26 độ. Trên biển, thời tiết lại không được thuận lợi bởi dưới tác động của không khí lạnh. Tại khu vực Vịnh Bắc Bộ và Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, sẽ liên tục có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, sóng cao từ 2,5 đến 3,5 mét, biển động mạnh. Với khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa, gió yếu hơn, hầu hết chỉ duy trì cường độ trung bình cấp 5, nhưng mà mưa dông thì vẫn xuất hiện rải rác tại khu vực Nam Biển Đông, khiến tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống còn 4 đến 10 km, kèm theo nguy cơ về lốc xoáy và gió giật mạnh. Như vậy là từ trưa và chiều nay thì không khí lạnh sẽ tràn về miền Bắc khiến nhiệt độ giảm nhanh. Quý vị hãy chú ý giữ gìn sức khỏe khi thời tiết thay đổi. Đến đây bản tin thời tiết sáng 13 tháng 11 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC xin được khép lại. Chúc quý vị một ngày mới tốt lành. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.